Rồi, em chào cả nhà đêm chủ nhật ngày 14 tháng 8. Hiệp 1 em sẽ lên cho anh em một lô quần ạ. Hôm nay em bán giá rẻ một tí cho anh em nha. Rồi. Em lên một cái quần. Quần này là quần của Thế Chiến ạ, 543. Quần 543 nha. Thế Chiến năm năm 1943, Thế Chiến thứ nhất hay thứ hai đây, váy lì nha, đây ạ. Đó, em đo vòng bụng ạ, vòng bụng 80. Dài dài 100, vòng bụng 80 dài 100. Vòng bùng 80 dài 100, con này là Thế Chiến nha, cúc giống M51 này, gài bằng cúc nha. Đó. Trong quần nó đang còn một miếng bờ này, quần Thế Chiến đồ mới, con này còn 97%, 97%. Ồ khoan, sorry, nó bị lúng một chỗ đây đây, nó bị chặt một cái chỗ đây 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 ạ. À, anh em thấy không ạ? Rồi con này đồ mới, con này còn 97-98%, do bị lúng một chỗ đó thôi nha, ngoài ra không lỗi lầm gì nữa, con này em bán rẻ cho anh em luôn. Rồi em sẽ sửa lại. Đóng nước đi, đi phố rồi. Rồi lỗi đó thôi. Rồi ai chốt cho em chốt con này 400.000 mã 45, 400.000 mã 45 nha. Con này không bị lỗi em bán 800.000. Còn ai chốt giờ chốt quần này thì bị lỗi đó một tí thì nhìn kỹ mới thấy nha. Đấy. Ai chốt con này chốt cho em 400.000 mã 45. Ôi em lên một cái quần thế Chiến tiếp này. Size medium rail lơ. Thế Chiến nha, con này đồ mới, con này váy váy nỉ váy sót nha, váy Thế Chiến nha. Con này đồ mới, con này còn 98%. Có hai cái đai ạ. Có hai cái đai đây ạ. Đây gà bằng cúc đây ạ. Rồi. Em đo vòng bụng ạ, cúc nó giống cúc M43. Vòng bụng 92-94. Dài 114, con này nặng nha. Nặng như M65 mà dày như M65 nha, có nắp túi luôn. Anh em lưu ý giùm em. Rồi mới 98%, không lỗi lầm gì cả. Ai chốt cho em chốt con này 800.000 mã 44, 800.000 mã 44 ạ, 800.000 mã 44. Rồi em lên một cái quần cọp này. Quần cọp này là cọp xưa. Dây kéo nhôm. Cọp này là bên này là chỗ này nó bị bung một tí, anh em về đạp lại giùm em này. How on how how. Cọp này là cọp xưa nha, có đai hông đồng hoàng. Em coi có lỗi gì không, nó không. Rồi dưới lai nó bị tưa tưa này, ở bên này nó bị rách luôn. Anh em về lên một lai giùm em nha, em lên một lai nha, về anh em lên một lai nha. Em đo vòng bụng ạ, vòng bụng 84. Con này là sưu tầm thôi nha, anh em nào sưu tầm thôi ạ. Dài 104, dài 104, anh em về lên like ạ. Nếu anh nào biết về dòng cọp ba túi này thì về này là về giống cọp Việt Nam Cộng Hòa nha. Rồi con này đồ mới, con này còn 96%, bị tưa dưới. Ai chốt con này chốt giùm em 900.000 mã 43, 900.000 mã 43, 900.000 mã 43. Rồi em lên một cái quần bay, quần của lính trực thăng, lính chiến của trực thăng Canada nha, lính đánh
trực thăng ạ, lính đánh máy bay, lính trực thăng, lái trực thăng ạ. Quân bay của cả Canada, lính này còn gọi là giống như là lính bắn tỉa đấy nha, vừa là lính trực thăng mà ở trên máy bay bắn tỉa. Đó, nó có bà cối này, đây dây kéo này, dòng này không ít khi có lắm nha. Đó, có dây kéo này, đây có cái dắt băng, dắt dây này. Rồi em đo vòng bụng ạ, vòng bụng 100 102. Ồ, con này to. Vòng bụng 100 102, dài 112. Vòng bụng 100, dài 112. Mới 98%, không lỗi lầm gì cả. Quần của trực thăng mà của bắn tỉa trên máy bay nha, của Canada. Ai chốt con này chốt giùm em 1 triệu mã 42 ạ. 1 triệu mã 42, đồ mới con này còn 98%, không lỗi lầm gì ạ. 1 triệu mã 42 ạ. Rồi em lên một cái quần biệt kích. Biệt kích ạ. 100 cô tông. Năm 1968 ạ. Thần tài phát lộc ạ. Rồi, chất vải caro, con này nó bị tước bị xước một túi bên túi này này. Đấy, bên túi này thì anh em về có thể may vào cái tem hay cái gì đó. Rồi cái đầu gối nó bị một lỗ đây nữa, nhỏ bằng đầu đùa. Đấy. Rồi đằng sau đẹp, không lỗi lầm gì ạ. Không lỗi lầm gì nữa cả. Không lỗi lầm gì nữa cả. Bị hai lỗ như em đã báo thôi. Con này bình thường nếu mà đẹp em bán 3,5 triệu đến 4 triệu rưỡi nhé. Rồi giờ em bán cho anh em một cái giá luôn này. Em đo vòng bụng ạ. Vòng bụng 88-90. 88-90. Dài 102. Vòng bùng 88-90, dài 102. Đồ mới con này còn 96%. Bị lỗi như hai cái lỗ em đã báo đó ạ. Quần túi chéo nha, biệt kích quần túi chéo ạ. 68 ạ. Biệt kích quần túi chéo. Ai chốt con này chốt giùm em 1.400.000 mã 41 ạ. 1.400.000 mã 41. 1.400.000 mã 41 nha. Rồi em lên một cái quân hướng đảo sinh. Hướng đảo sinh của quân đội Mỹ ạ. Đây. Hướng đảo sinh của quân đội Mỹ. Dạ đây ạ. Hai anh em. Hướng đảo sinh của quân đội Mỹ ạ. Chất vải kaki. Quân này 6 túi ạ. Đồ mới con này còn 98%. Không lỗi lầm gì ạ. Vòng bùng 90-92. Vòng bùng 90-92. Dài 104. Vòng bùng 90-92, dài 104 ạ. Không lỗi lầm gì cả. Rồi ai chốt cho em con này 500.000 mã 40 ạ. 500.000 mã 40 ạ. 500.000 mã 40. Rồi em lên một cái quần lễ phục của quân đội Mỹ này. Năm 1998 ạ, quần lễ phục của quân đội Mỹ. Giấy kéo đồng. 4 túi ạ. Đồ mới con này còn 99%, không lỗi lầm, không dơ, không lủng rách gì cả. 99%. Em đo vòng bụng ạ. Vòng bụng 80. Vòng bụng 80. Dài 108, vòng bùng 80, dài 108 ạ. Không lỗi lầm gì cả, không lủng rách gì ạ. Ai chốt con này chốt giùm em 600.000 mã 39 ạ. 600.000 mã 39. 600.000 mã 39 ạ. Rồi em lên một cái quần satin. Quần satin. Rồi con này bị mất tem rồi. Con này bị mất tem rồi. Đang còn chất hồ. Bị mất tem, đang còn chất hồ. Rồi đằng trước không lủng rách gì cả, em coi đằng sau. Đằng sau con này chỉ có bị xước một cái sợi chỉ thôi nha, không lủng rách nhé.
bị xước một cái sợi chỉ thế ạ. Bị lúng 1 tỷ đó thôi ạ. Em đo vòng bụng ạ, con này bụng nhỏ này. Vòng bụng 70. Vòng bụng 70. Dài 102, vòng bụng 70 dành cho anh em là có cân nặng 50kg thôi này. Vòng bụng 70 dài 102, độ mới con này còn 96%. Chỉ bị xước một cái chỗ đó thôi. Rồi ai chốt con này chốt giùm em 800.000 mã 38 ạ. 800.000 mã 38. 800.000 mã 38. Em lên một cái quần Calada này. Quần Calada. Quần Calada. Ô cái quần này bị gãy cái tay cầm rồi. Có gì mai em bỏ tay cầm vào. Quần Calada. Ui xa. Con quần này em không bán đâu, nó bị lỗi đấy. Ôi em lên một cái quần M51 này. Quần M51. Nó bị dơ này. Bị dơ với bị xước chỗ này này. Đó, nó bị dơ. Đấy, bị dơ nha. Bên này cũng vậy, bị dơ ạ. Em đo đằng sau, coi đằng sau ạ. Nó cũng bị dơ nha. Anh em lưu ý giùm em, bị dơ này. Đó, bị dơ này. Đấy. Bị dơ vậy nha. Đó, anh nào mua về có vỏ thì xử lý giùm em này. Em đo vô bùng này. Con này em coi, em dập này. 51951 này. 51951. Em đo vòng bụng ạ. Vòng bụng 92 kéo căng hết cỡ mới được 94. Vòng bụng 92 kéo căng hết cỡ mới được 94. Dài 116. Độ mới con này còn 96%. Bị lỗi như em đã báo nha. 96%. Rồi ai chốt cho em chốt con này 800.000 mã 36 ạ. 800.000 mã 36. 800.000 mã 36. Em lên một cái quần túi chéo này. Quần túi chéo 100 cô tông. 51988. Quần túi à, quần 6 túi hộp, không phải túi chéo nha. 5988 ạ. Con này có đời luôn. Quần 6 túi hộp, chất vải caro, đi học đi. Hả? Giờ thì bật điện lên học đi. Thì ra lại vừa học đi. Chất vải caro. Con này đằng trước không lỗi lầm gì ạ, không dính dơ, không lỗi lầm gì ạ. Đằng sau cũng vậy ạ. 100 cô tông nha. Dây chạc còn. Con này bụng hơi to thôi, em đo bụng bụng ạ. Con này vòng bụng 108, 100 kéo căng hết cỡ 110. 108, 110 ạ. Dài 102. Độ mới con này còn 97% chất vải caro ạ. To. 6 túi hộp. Quần 100 cô tông ạ. Rồi không lỗi lầm gì cả. Ai chốt con này chốt giùm em 700.000 mã 35 ạ. 700.000 mã 35. Rồi em lên một cái quần biệt kích túi chéo này, đời 69 hay 68 ạ. Đời 68 ạ, quần biệt kích túi chéo. Chất vải caro đời 68. Con này nó bị rách sau cái mông này rồi. Đấy, nó bị rách sau cái mông này rồi. Đấy, con này bị rách sau cái mông rồi. Rồi em coi đằng dưới thôi. Rồi ok, quần này dây chạc còn. Nó bị rách sau cái mông rồi. Rồi đằng trước. Đằng trước bị lúng một lỗ đây nữa. Rồi bị lúng một lỗ đó nữa, rồi bị dơ hai vết đây nha. Bị lúng hai cái lỗ đó. Rồi em bán giá lâu động này. Rồi em đo bụng. Vòng bụng 98. Vòng bụng 98 ạ. Dài 108, độ mới con này còn 95%. Biệt kích túi kéo ạ. Quần này bình thường em bán mới, em bán 3 triệu đến 3 triệu rưỡi đến 4 triệu rưỡi ạ. Rồi ai chốt con này chốt giùm em bán cái giá này.
ai chốt quần này chấp ai chốt chấp nhận được cái giá này thì chốt giùm em nha. 800.000 mã 34, 800.000 mã 34 ạ. 800.000 mã 34. Ôm lên một cái quần M51 này. M51 ạ. Quần này nó bị xước xước mấy lỗ đây rồi ạ. Đây anh em lưu ý giùm em nha. Rồi dưới này một lỗ nữa đó. Bên này cũng vậy ạ. Lỗ tí tí bị xước xước thôi. Đấy. Bị xước thì chỉ do nó xước ngang. Ở đây nó bị lúng một chỗ nó màng này. Đấy. Dây chạc còn. Rồi em chuyển ra đằng sau nha. Rồi đằng sau con này thì bà mông vuông. Đấy. Không biết do nó thay bà mông hay sao. Nó là bà mông vuông. Anh em thấy không? Đấy. Quần M51 nha, tem dập đời đầu luôn ạ. À. À. Em đo vòng bụng ạ. À. Vòng bụng 90. Vòng bụng 90. Dài 106. Đồ mới con này còn 95%. 95% ạ. À. M51 ạ. À. Quần M51. Đồ mới con này còn 95% lỗ như em đã báo à. Ai chốt con này chốt giùm em 1 triệu mã 33. 1 triệu mã 33. 1 triệu mã 33. Rồi em lên một cái quần satin này. Quần satin. Quần này mờ đây. Em đặt đời gói ra. Rồi con em đọc đời không ra rồi. Dây nhôm thì đời số X ạ. Đời trước đời 75. Dây nhôm ạ. Dây nhôm thì trước đời 75. Con này không dơ không lủng rách gì cả. Không dơ không lủng rách gì cả. Đồ mới con này còn 97%. 97% ạ. 97%. Chỗ này nó hơi dơ lo do nhà thôi. Rồi em đo bông bùng ạ. Vòng bụng 80. Vòng bụng 80. Vòng bụng 80 dài 104, vòng bụng 80 dài 104. Đồ mới con này còn 97%. Không dơ không lủng rách gì nha, chỉ có bị dơ chỗ này thì cái chỗ này nhà thôi, giặt nó ra liền. Rồi. Bụng 80 dài 104, ai chốt quần này chốt giùm em. 1.300.000 mã 32 ạ. 1.300.000 mã 32. Em lên một cái quần 64 hộp của hãng Bobber này. À, Chu Sabec. Của Chu Sabec ạ. 100 cô tông. 100 cô tông ạ. Chất vải caro 64 hộp ạ. Chu Sabec ạ. Con này không lỗi lầm gì ạ. Không lỗi lầm gì ạ. Đồ mới con này không lỗi lầm gì ạ. Không lủng rách. Không dơ gì. Đằng sau cùng về ạ. Việc hơi to thôi. Đồ mới con này còn 97%. 97%. Ồ em sorry. Đây nó bị dơ một tí này. Bị dính cái gì trắng trắng đây này. Rồi em khảy nó ra đây nhé. Rồi anh em về chịu khó khảy giùm em này. Rồi em đo vòng bụng ạ. Mới 97% nha. Vòng bụng 110. Sẽ x lát rồi. Vòng bụng 110 ạ. Dài 106, vòng bụng 110, dài 106 ạ. 100 cô tông ạ. Rồi, ai chốt cái quần này chốt giùm em. 700.000 mã 31 ạ. 700.000 mã 31. 700.000 mã 31 ạ. Rồi em lên một cái quần satin này. Quần satin. 40 x 31. Đời 63. Đời 63, đát 104 vạch ạ. Con này đang mới nha. Đồ mới con này còn 98.99%. Không dơ không lỗi lầm gì ạ. Hơi to. Quần này bình thường nếu mà bùng cỡ 80, 90, 92 thì em bán không rẻ đâu. Bùng 98. Bùng 98. Rãn hết cỡ chắc được 100 nhưng mà em không kéo hết cỡ đâu. Bùng 98.
Dài 108 ạ, mới 98%, 99%. Không lỗi lầm gì cả. Anh em nhìn tem là biết ạ, đời 63. Gáy cúc ạ. Đời 63 gáy cúc. Đời 63 gáy cúc ạ. Rồi, quần satin mới 98, 99%. Ai chốt con này chốt giùm em 1.900.000 mã 30 ạ. 1.900.000 mã 30. 1.900.000 mã 30. Rồi em lên một cái quần 6 túi hộp nếp này. Xe lát treo lơ. Xe lát treo lơ 55 cô tông. Xe lát treo lơ chất vải kaki nha, 6 túi hộp ạ. 6 túi hộp. Rồi quần này đằng trước không dơ, không lủng rách gì cả. Dây chạc còn. Coi đằng sau ạ. Đằng sau cũng vậy ạ, không dơ, không lủng rách gì ạ. Độ mới con này còn 97% ạ, em đo bụng ạ. Vòng bụng 92 kéo căng hết cỡ được. Em coi nha. À vòng bụng 94 kéo căng hết cỡ được, 96. 96 ạ. Kéo căng hết cỡ 96, 94, 96 ạ. Dài 106 anh em có thể về 92 được nha. Hai có hai tăng đơ thun về 92, 90 được nha. Tụi mới con này còn 97%, không dơ, không lỗi lầm gì cả. Rồi ai chốt cho em con này 700.000 mã 29 ạ. 700.000 mã 29. 700.000 mã 29. Rồi em lên một cái quần M65 rằn ri. M65 rằn ri. Size medium long. 51987 ạ, 51987. 51987 nha, dây kéo đồng. Em coi. Rồi con này nó có bị một cái lỗi đây này. Đó, em dán cho anh em thấy nha, một cái lỗi đây ạ. Một cái lỗi vậy ạ. Rồi, dưới này nó có một cái lỗ này này. Lỗ nhỏ nhỏ bằng đầu đùa này. Đấy. Là hai lỗi nha. Hai lỗi ạ. Rồi, bên này cũng ok. Đằng sau cũng không lủng rách gì cả. Đồ mới con này còn 97%. Màu rất còn đẹp ạ. Bị lỗi hai lỗi vậy thôi, em đo bụng ạ. Vòng bụng 92, 94. Kéo căng hết cỡ là 94 ạ. Dài 112. Dài 112 quần M65 ạ. Rằn ri ạ. 587. Đồ mới con này còn 97% nhưng mà bị hai cái lỗi vậy thôi. Rồi ai chốt cái quần này chốt giùm em 600.000 mã 28 ạ. Mã 28, 600.000 mã 28. 600.000 mã 28. Rồi em lên một cái quần túi chéo này. Quần túi chéo. Size X lát reo lơ. Size X lát reo lơ. 100 cô tông đời 69 ạ. Quần túi chéo. Quần túi chéo ạ. Quần túi chéo nha, 6 túi hộp nha. Quần túi chéo ạ. Con này bị hai cái lỗ như vậy này. Đó, 1 2. Đấy. 1 2. Rồi, đằng trước bị vậy thôi. Rồi đằng sau không bị gì nữa cả. Em đo vòng bụng ạ. Vòng bụng 110. Vòng bụng 110. Dài 106 ạ. Vòng bụng 110, dài 106. Độ mới con này còn 96%. Bị lỗi như em đã báo nha. Rồi vòng bụng 100, 110, dài 106. Ai chốt cái quần này, ai vừa mà ưng ý chốt cái quần này thì chốt giùm em 1.500.000 mã 27 ạ. 1.500.000 mã 27 ạ. Rồi em lên một cái quần M51 này này. Quần M51. Rồi đằng trước ok ạ. Rồi đằng sau cũng đẹp, con này không dơ, không lủng rách gì cả. Quần M51 ạ. Đây ạ, đời tem dập ạ. Đồ mới con này còn 96%. Đều màu. Rồi nhưng mà ở sau nó có mấy cái dùng thì nó đã có theo
vết thời gian này nhá. Nó không được mới này nhá. Còn 96% nhưng mà không rách lủng như ạ. Em đo vòng bụng ạ. Vòng bụng 7 à, vòng bụng 74. Vòng bụng 74. Dài 102, vòng bụng 74 dài 102 ạ. Vòng bụng 74 dài 102. Rồi. Độ mới con này còn 96%. Ai chốt con này chốt giùm em 1.400.026 ạ. 1.400.026 ạ. Rồi em lên một cái quần túi chéo cuối cùng này. Em lên một cái quần túi chéo cuối cùng nữa. Slash trailer 51969 ạ. 51969. Đó. Chất vải caro. Chất vải caro. Đồ mới con này còn 9. Nếu mà nói màu còn 97-98% nha. Nhưng mà trên lưng nó này, nó có cái dính cái màu gì á. Hình như nó bảo quản cái này chắc giặt ra. Nhưng mà không ra thì, nếu mà nó ra thì cũng ra, không ra thì nó cũng mờ ạ. Nhưng mà những cái này nó không ảnh hưởng gì nhé. Mình mặc áo qua đây nhé. Đó, mà bên trong không bị này, nó chỉ bị ngoài thôi. Đồ mới con này còn cao, màu còn đẹp ạ. Đấy, quần túi chéo ạ. 6 túi hộp túi chéo, em đo vòng bụng ạ. Vòng bụng 100. 98-100. Dài 100. Dài 100 dây chạc còn. Dây kéo đồng. Dây kéo USA luôn. Rồi, ai chốt con này thì chốt giùm em này. 1.800.000 mã 25. 1.800.000 mã 25. 1.800.000 mã 25 ạ. Rồi em xin chào cả nhà nhá. Em chuẩn bị lên hiệp 2 ạ. Rồi hiệp 2 em sẽ lên cho anh em một lô áo ạ. Dạ rồi.